Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaykầm.com. KingmanSport.vn. Thế giới đồ thể thao lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Đi chợ ngon bổ rẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay tôi sẽ có form tiền đâu đó khoảng 20 tỷ thôi. Với 20 tỷ này thì có rất là nhiều anh em muốn build một đội hình nào đó. Thì ngày hôm nay tôi sẽ đóng vai là một người như vậy. Thì chắc chắn đây là một cái ác Cây Chay. Sau một số thời gian cày đến level 114 thì bác chủ tích góp được 24 tỷ. Thì bác ấy có tâm sự mỏng với tôi là anh build cho em một đội hình mạnh nhất trong tầm tiền này và em thích Real Madrid. Anh build xong em hứa là em sẽ chơi cả đời với đội hình này. Nghe cái trách nhiệm nó cao cả thật anh em ạ. Nghe cái trách nhiệm build team trong đội hình này nghe mình nó cứ căng cái đéo nào anh em ạ. Thì bây giờ chắc tôi sẽ thử một cái form cộng 3 đi. Tôi sẽ thử một cái form cộng 3 với Real Madrid để chúng ta có một hình với những con người nó mới một tí. 24 tỷ thì trung bình mỗi cầu thủ nó khoảng tầm 2 đến 3 tỷ thôi. Rồi, chúng ta đến với hàng công. Ôi, Benzema mùa này rẻ đấy nhở. Benzema mùa 22U này có 2 tỷ đấy, mua được nhá, 2 tỷ tròn. Ronaldo BVKC 2 tỷ, cho Ronaldo đá cánh luôn cũng được. Cho Ronaldo đá cánh với mùa này là ok luôn. Tạm thời hàng công tôi cứ như thế nhá. Thực ra anh em cho Ronaldo ra cánh là vẫn không sao cả nhá, thoải mái. Còn đâu nếu như đá tiền đạo chắc anh em lấy mùa EBS. Rồi, tôi đảo xuống trung vệ này. Trung vệ tầm tiền này thì sao đây? Rudiger mùa này chắc chắn là có suất đá chính rồi, tỷ 8. Giá rất vừa vặn luôn nhá. Varane, thằng Varane này đắt thế nhở. Thằng mà mua cộng 3 này đéo được. Thế thôi tôi đổi sang con Ramos đi. Anh em đổi sang Ramos nhá. Định lấy Varane cơ nhưng mà Varane khó luốt quá. Hay lấy Varane một cái cúp nhỉ. Varane này mua cộng 5. Cộng 5 tầm 3 tỷ rưỡi. Hay mua con này cộng 5 nhỉ. Thực ra tôi đang đéo muốn mua một hình cộng 5 cho lắm. Tự nhiên các cầu thủ cộng 1 thì lại cộng 5 là hơi dở. Thế tôi nghĩ anh em ạ, bác chủ mua con Varane BTB này về đập dần, tôi nghĩ là hợp lý nhất. 3 tỷ 9. Con này phô nó cũng không đắt, anh em mua về đập là ok. Chứ mua tầm 8 tỷ này thì nó hơi ảo. Tôi sẽ cho bác chủ một cái bài tập về nhà là đập con Varane BTB này lên cộng 3 nhá. Có công có việc để làm. BVKC á, Varane BVKC bao nhiêu? Varane BVKC anh em mình hơi căn đấy nhá, khó đấy. Nhỉ, 4 tỷ. Nhưng mà đập con Varane này lên thì lại khó nhỉ. Anh ạ, đập con Varane này lên thì lại khó. Hay mua BKC 1 nhỉ? Đéo chênh nhau bao nhiêu tiền này. Ok, tôi lại cho một bài tập về nhà khó hơn. Ok, vì hai con này giá thì nó lại gần bằng nhau. Thì tôi cái bài tập về nhà để cho bác chủ là đập con Varane BVKC này lên cộng 3. Được chưa ạ? 14 tỷ. Rồi, tuyến giữa nào. Tuyến giữa phải chắc cái bài một tí nha. Ui, tuyến giữa con Essien này là dã man rồi đấy. Essien Legendary là ngon chét rồi này. Rồi, mình lấy con Essien đi. Chắc là con Tony nữa nhỉ. Tony đang có hai cái mùa là BVKC và 22U. Ủa, mùa này giữ điểm cao đấy nhỉ. Cái lực thì anh em chắc chỉ lấy con Tony mùa này thôi. BVKC được 4 tỷ 4 tỷ 3. Rồi, tôi nghĩ là tuyến giữa là Tony với Essien. Benzema sẽ đá CF. Ronaldo mùa này nếu mà lựa chắc đá cánh đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần một cánh nữa, một con trung phong nữa. Hoặc là Benzema đá tiền đạo luôn được. Làm con nhạc trưởng nữa cũng ok. Vì này đắt quá. Vini có mùa World Cup cũng được. Nhưng mà mua Vini World Cup là mua cộng 5. Đang chơi form 3 lại chơi form 5 vào thì nó xấu các bạn ạ. Figo BVKC. Ui, mùa này ngon đấy chứ. Legendary cũng được này. Figo BVKC giá này là hợp lý mà. 3 tỷ 8. Bách thì chắc là đắt đấy. Bách thì con hàng nó khá là quốc dân, nó khá là đắt. Ủa, con này săn được nhỉ. Bách mua cáp này săn được luôn đấy. Hay là Figo đá cho đổi vía đi anh ạ. Figo mang tốc độ. 3 tỷ 8 Figo một cánh này. Figo vẫn còn một con tiền đạo nữa chúng ta cần phải mua. Quay xe Ronaldo lấy mùa khác nhỉ. À, Ronaldo lạc đà. Sao tôi không tìm Ronaldo lạc đà để làm đầu tàu nhỉ. Giá này rất vừa vặn đấy. 4 tỷ 6. Tôi sẽ không lấy Ronaldo của mùa BVKC nữa mà tôi sẽ lấy Ronaldo của mùa lạc đà. Và khi đó tôi sẽ lấy Bách là con hàng ở bên cánh còn lại. Bách mùa cáp 1 tỷ 3 này là quá rẻ so với giá trị của Bách cáp. Ronaldo sẽ là đầu tàu, Benzema hỗ trợ. Bên cánh sẽ là Bách của mùa cáp. Và nếu như anh em thích book BBC làm một con Bale nữa là đẹp. Làm một con Bale thì với cái thời điểm này thì con Bale nào bây giờ nó ảo quá cơ. Thằng Bale này bây giờ mua nó ảo. Toàn mua ảo giá cộng 3 khó chịu lắm. Thế thôi. Eden Hazard thì sao nào. Hazard HG 7 tỷ thì mua kiểu gì đấy các bạn. Bây giờ còn 4 tỷ thôi. Căng nhờ, Hazard chắc chỉ lấy mù cáp này thôi này. Mùa này thì chân 4 năm không có ma tốc độ. Vinicius thì cái trường hợp này anh ấy mua cộng 5 mùa này thì cũng được. Nhưng mà tự nhiên lại lòi ra thằng Vini cộng 5 đấy. Thì tôi hơi ngứa mắt với nó một tí. Cộng 3 thì nó đéo mua được form cộng 3. Mình đang muốn cả hệ thống mình là full 3 cơ. Chứ có tiền mua thủ môn nữa anh em ạ. Tôi vào cái bảng cân lương nha anh em nhé. Bảng cân lương đi. Dần dần đi. Rồi bảng cân lương lại anh em nhé. Rồi Benzema sẽ đá đây, Ronaldo lạc đà đá đây. Lạc đà 2 chân 5 năm là ngon rồi anh em ạ. Đòi hỏi gì nữa. Bên này là backup nhé. Essa. Ở đây có Tony. Tony là 22U của BVFC đều được anh em. Trung vệ. Ủa, tính ra đội hình lương cao đấy không ạ. Nếu đùa đâu nhá. Ở đây có Hakimi, chắc tôi tận dụng luôn nhé. Tôi cứ cho full 3 đi. Bên này tôi cũng định làm con Bale thì như anh em đấy. Con này không biết là có mua nổi con Bale này không. Nếu săn được con Bale này thì cũng được. Nếu mua con Bale này thì anh em vẫn giữ là bộ 3 BBC cũng được. Rồi ok này. Thì bây giờ chúng ta sẽ còn một vị trí thủ môn và vị trí hậu vệ. Hiện tại lương là 214. Anh em mình nháp con thủ môn nhé. Thủ môn chắc chỉ cần lương Đây rồi. Xin bọn em tỏi mùa World Cup có được không nhở? Tôi cứ làm quả củ tỏi đi. Củ tỏi ở đây cộng 3 này. Em ơi còn có 7 lương nữa à? Lương nghe ít nhở. Lương 7 của mỗi thằng Regulant này. Không còn option nào tốt hơn nhở. Thôi thằng mùa thường thôi cố gắng cho nó cộng 5 nhá. Tôi nghĩ thế là ok nhất rồi anh em ạ. Không có cái gì ok hơn đâu. Củ tỏi là bú luôn đi không anh em bú. Bú luôn không anh em bú vội đấy. 211 triệu quá ngon rồi. Xong cái đơn đội hình này. Lực điền chưa? Tôi nghĩ như vậy là đẹp. Khi mà về đủ thì đội hình của chúng ta sẽ rất mạnh với nhân sự như thế này. Và hôm tới thì tôi sẽ cùng với anh em đồng hành với Real Madrid cực kỳ mạnh trong form tiền 20 tỷ này nha. The next day. Rồi chỉ sau một ngày trở lại với đội hình này thôi, chúng ta đã hoàn thiện xong một đội hình của Real Madrid cực kỳ mạnh trong form tiền này với người đầu tàu là Ronaldo của mùa lạc đà. Với team của Madrid thì ở đây chúng ta vẫn chưa kích hoạt được full chỉ số đâu. Nếu như mà full thì chúng ta sẽ được chỉ số chung 3, tầm nhìn 3 và dây bóng 3. Với team đồng thì chúng ta sẽ được cộng 1 chỉ số, team bạc sẽ là 2 chỉ số anh em nhé. Thì nếu như mà full level thì Ronaldo đâu đó cũng chỉ số tổng khoảng 118, 119 đấy, rất cao nha. Đôi cánh sẽ là Eden Hazard của mùa EBS và Kaka của mùa Real Madrid. Hôm qua thì mình định mua con Bale với cả là Beck, nhưng mà hôm nay thấy săn hơi lâu một chút thì mình sẽ đổi sang đôi cánh là Kaka của mùa Real và Eden Hazard của mùa EBS, cũng đều là những lựa chọn rất mắc binh. Nhạc trưởng thì sẽ là Benzema với mùa 22U, cực kỳ tuyệt vời. Bộ đôi tiền vệ phòng ngự sẽ là Toni Kroos với mùa 22U và Michael Essien của mùa Legendary. Cặp trung vệ thì quá ngon rồi, Rodrigo World Cup, bên cạnh là Varane của mùa BVFC. Bác chủ thì có thêm tí phôi thì đập con Varane này lên 3 là đẹp nhé. Thủ thành củ tỏi với mùa World Cup thì cực kỳ là uy tín rồi. Bên phải có Hakimi đã có sẵn và cánh còn lại mình đang có là Regulant với mức lương 7. Vì giảm từ Bale xuống Hazard mình dư 2 lương. Nhưng mà anh em thích nâng cấp lên mình có thể nâng con chạy cánh tầm khoảng lương 9 nào cũng rất đẹp. Ngoài ra thì dự bị có con na chó. Còn đâu thì không còn một cái gì cả. Nói chung thì tầm 20 tỷ anh em muốn chơi lâu dài thì tôi nghĩ đây cũng là một hình cực kỳ đẹp để anh em có thể tham khảo nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với sức mạnh của đội hình này. Rồi đã thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của đội hình này. Kaka nó chạy thì ai đuổi nổi. Vít. Tiếp tục là Vít. Rồi giặt lại một chút đã. Ui, Ronaldo. Ôi, quả DD xịt kìa. Đẹp quá nhờ, quả lần mở cánh kìa. Rồi Kaka cứ đâm vào đây. Rồi đấy, xong rồi đấy. Em sẽ đóng là chết. Rồi xong. Rồi xong rồi đấy. Đấy à. Xịt kìa. Cứa là chết. Mà. Đó là Benzema người đầu tiên khai hỏa cho đội hình này. Đỡ hộ tôi gái. Và lại là Benzema. Cái này được chưa ạ? Kaka quả là thì đường có nào đỡ được quả là kiểu gì đỡ được kiểu gì với Kaka khi đã thoát xuống. Chạy đi đâu rồi, bên này điều là thủ môn à. bắt ngay cái vị của nó mà. Rồi Hakimi chồng cánh hay nhờ. Đéo vào kìa. Có ngay. Quả lốt thằng này. Quả DD chìm. Đấy, một tẹt kìa. Và đã đuổi được, anh em tin không? Đuổi được quả này. Xịt. Vẫn ra chân được cơ à. Van Persie. Rồi đấy rồi. Đỡ hộ đây. Anh Bảy rùa nhở, nhưng đó là bàn thắng đầu tiên của CR7. Hazard chạy đi. Tốt lắm. Eden Hazard. Qua thằng này một cách đơn giản. Một cái gọi là qua. Một cái vung là chết. Những pha bóng đấy thì đúng là những cái pha bóng cơ bản. Đây rồi Eden Hazard. Qua một thằng đã cho nhẹ nhàng. Thằng nữa đi. Và đây thì dễ quá rồi gì nữa. Dễ quá rồi gì nữa. Và đấy gần như đối thủ chớ luôn mà. Đường thông hè thoáng. Vít. Hazard chạy hộ tao cái. Dấu chấm hết luôn. Đi đâu. Mất bóng nguy hiểm. Và đó là tốc độ của Kaka. Một pha qua Carlos đã. Pha này Carlos chớ luôn. Rồi. Và đây Căng là chết. Ôi. Lên bóng luôn. Pha phản công cực kỳ nhanh. Và đây là Eden Hazard. Mùa EPS một mùa mình rất thích. Khó thế nhở. Đỡ kiểu gì Ronaldo sút được ly vậy. Tốt. Kaka chạy đuổi hộ tôi cái. Benzema ở phía trong kìa. Ui. Phải đá cũng phạt phối hợp kìa. Nó đẹp mắt và nó chuẩn chỉ đến từng cm một. Vậy chưa? Hút quả cửa chết luôn này. Tiếc nhờ. Bên cánh trái thoáng quá nhờ. Hazard. Rồi tốc độ của Eden Hazard. Rồi quả này thoáng quá. Benzema muốn bàn phương án xử lý. Hakimi đóng vào mồm nó cho tôi. Chốt hạ cái 5-0. Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo của Madrid này. Chắc chắn sẽ là chọc. Tạt hay làm gì. Vào đây là ơi à. Nguy hiểm. Thì chết ạ. Chiếm thế chủ động. Rồi xong. Xong. Benzema nó ra chân lạnh nhờ. Kaka. Tốc độ của Kaka. Đối đầu với môn đấy. Qua trong một nốt nhạc. Thằng nữa đi. Rồi ok. Vào mặt. Thằng này có vẻ mượt đấy nhá. Mày có vẻ mượt đấy. Mượt nhưng sẽ phải thua thôi. Êm nhờ, quả sút êm nhờ. Quả DD chìm của Ronaldo kìa. Hay thế. Benzema nó chuyển bóng nhiều. Nhìn dã man luôn đấy. Đó. Hay quá nhờ. Ronaldo kìa. Quả này thì FD vào mặt nó luôn. Thì thế mới đèn chứ. Rồi đây rồi. Bàn cuối nhá. Ben. Đéo có Ben à?